Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay. Chúng ta bước vào tiết 12, thời trang với những hình vẽ thời tiền sử. Ở phần 1, chúng ta khám phá cách tạo hình thời trang đơn giản. Chúng ta quan sát hình ở trang 26 sách giáo khoa, thảo luận và chia sẻ về cách tạo hình sản phẩm thời trang. Chúng ta bước vào các bước thực hành tạo hình thời trang đơn giản. Rồi bước 1, chúng ta gấp đôi tờ giấy thành hai phần bằng nhau. Ở bước 2, từ nắp gấp vẽ một nửa hình áo hoặc túi xách. Và bước thứ 3, cắt theo nét vẽ và chúng ta mở giấy ra. Em hãy chỉ ra nguyên lý cân bằng đối xứng trong hình cắt, có thể tạo sản phẩm thời trang dựa trên nguyên lý cân bằng như thế nào? Sản phẩm thời trang cần có kích thước như thế nào để có thể sử dụng sản phẩm hình vẽ mô phỏng từ bài học trước làm họa tiết trang trí? Hình cắt phải được sắp xếp, phân bố đều. Sự cảm nhận về thị giác phải được cảm nhận cân bằng trong hình vẽ. Phần 2, phần kiến tạo kiến thức, kỹ năng. Chúng ta bước vào cách trang trí sản phẩm thời trang. Chúng ta sẽ quan sát hình ở trang 27 sách giáo khoa để nhận biết cách tạo hình và trang trí sản phẩm thời trang. Các bước trang trí sản phẩm thời trang. Bước thứ nhất, chúng ta xác định vị trí và tỷ lệ hình cắt trang trí trên sản phẩm thời trang. Ở bước thứ hai, chúng ta cắt mảnh giấy có kích thước phù hợp với hình trang trí. Ở bước thứ ba, chúng ta vẽ, cắt và dán hình trang trí vào vị trí đã chọn. Và bước thứ tư, chúng ta trang trí thêm để hoàn thiện sản phẩm thời trang. Ở phần thứ ba là vận dụng và phát triển. Chúng ta tìm hiểu nghệ thuật trang trí trên sản phẩm thời trang. Chúng ta quan sát hình ảnh các sản phẩm thời trang trong sách giáo khoa trang 29. Chúng ta dựa vào các hình ảnh vừa quan sát. Em hãy tìm hiểu các hình thức trang trí, các nét hình, màu và nguyên lý sắp xếp họa tiết trên các sản phẩm thời trang bằng cách trả lời các câu hỏi. Em thích cách trang trí trên sản phẩm thời trang nào? Vị trí của họa tiết và hình trang trí vận dụng theo nguyên lý mỹ thuật nào? Em biết những hình thức trang trí trên sản phẩm thời trang nào khác nữa? Ở phần thứ tư là chúng ta bắt tay vào, chúng ta luyện tập thực hành và sáng tạo. Chúng ta trang trí sản phẩm thời trang bằng cách kết hợp hình vẽ thời tiền sử. Ta lựa chọn hình vẽ thời tiền sử và giấy có họa tiết trang trí phù hợp. Và chúng ta thực hiện trang trí sản phẩm theo ý thích. Chúng ta có những cái hình thức trang trí sản phẩm thời trang ở xung quanh. Trang trí bằng các họa tiết khác nhau, họa tiết thổ cẩm, hình cách đều. Em có thể trang trí trên áo, túi xách, váy, khăn, mũ, vân vân. Có thể cho các em xem một số sản phẩm của học sinh. Chất liệu chúng ta vẽ, cắt và dán vải. Và đây nữa, thêm một số sản phẩm của học sinh. Okay. Em xem một số những sản phẩm mà chúng ta có thể tham khảo. Trang trí trên
áo sơ mi, túi xách, túi vải. Trước khi vào cái phần hướng dẫn về nhà thì thầy mời các em xem một cái video clip hướng dẫn để các em làm bài cho thật tốt. Ở phần về nhà, chúng ta đọc trước bài túi giấy đựng quà tặng và chúng ta nhớ chuẩn bị đồ dùng học tập cho bài kế tiếp. Thầy cảm ơn các em đã lắng nghe bài giảng.